Alo, alo. Vâng, chúng ta cùng đến với trận chung kết đầu tiên của cặp đôi đến từ Trung Quốc. Vâng, tỷ số đang là 2-0 cho Thái Bình. Quá kinh và khủng khiếp. Vâng, màn hình máy game thủ Hồng Anh. Vâng, không có đánh hiêu voi gì cả. Anh ăn thẳng quả luôn. Và đây là Gunny. Vâng, tiếp tục ăn quả đầu. Vâng, 7-4 đang cố gắng lùa một con về. Vâng, một hiêu đã về với nhà chính, tuy rằng nó hơi xa nhưng không sao. Alo. Alo. Vâng, chúng ta cũng quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Thì một bài mà ông Nhổn đang phải đi đập lô. Vâng, chung kết đầu tiên cho những cầu thủ bên phía vâng tem Trung Quốc. Vâng, thôi thì quay ra màn hình máy của game thủ Hồng Anh đi. 23 đến từ Hồng Anh và đã kích đời từ lâu lắm rồi. Vâng, BL. Và đây sẽ là BM. Trận lên đời vâng cũng là tương đối được dành cho game thủ ông anh. Vâng, vẫn cứ là một về một mình một vạch, ông này ông không chơi với ai cả, cứ 9:30 kích thế này thì thôi. Vâng, xin lỗi bên Trung Quốc, các anh hơi đen. 2-3 nông dân và chuẩn bị xuất giỏ. Vâng, có ngay một cái công đầu tiên và sẽ là cái giáp tiếp theo dành cho game thủ ông anh. Vâng, đây rồi. Gặp ngay nhà của Thánh. Vâng, hai nông dân này nhiều khả năng nó sẽ nằm xuống. Vâng, xúc luôn hai dân ở thời điểm đầu. Vâng, hai dân sẽ nằm xuống ngay sau đây. Không. Nó vẫn chưa nằm. Vâng, Thánh quyết định đánh thẳng A. Và quyết định của ông anh sẽ là chọc chéo thẳng sang nhà, hướng nhà cầu thủ Tiểu Thúy Ngư. Văn Ni lên được đời đấy chưa? Vâng, thế như vậy là kích rồi. Đây là con giò đến từ Tiểu Thúy Ngư. Vâng, chỉ có giáp mà không có công.
lên đời xong nâng bánh xe và đánh theo cái kiểu mà một lạc đà và một cung rờ. Hồng Anh đã lên đời xong rồi. 24 đến từ Hồng Anh và đang chọc sang nhà của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, hai lạc đà rình rình và vâng chờ cái bãi gỗ này hay không. Đây là khu vực ăn hoàng đến từ Gunny. Ông trèo ra giữa bản đồ và ông làm tí. Vâng, nhà L của Ngư cũng cực kỳ cao. Hai L đang sóc tương đối đều. Vâng, bốn lạc đà sẽ chuẩn bị sang đến nhà của game thủ Tiểu Thủy Ngư. Không, thế như vậy là anh quyết định sang vâng thủ một chút cho game thủ Gunny. Một nhà P đến từ Ngư. Tiếp tục là hai lạc đà đang sóc cực kỳ đều. Quay trở lại nhà Thánh hay không? Chưa, thế như vậy là vẫn chưa thể quay lại nhà Thánh được. Khi mà nhà Ngư vẫn đang vẫn còn tương đối nhiều dân. Địa chỉ làm ăn của Ngư cũng đã được bò bế cẩn thận rồi. Vâng, quay trở lại nhà Thánh. Vâng, rình rình và bất thình lình làm một tơn. Đây rồi, Thánh cũng đã có tơn cung rờ đầu tiên. Vâng chém vào những nhà E này. Vâng, quay trở lại màn hình máy game thủ Gunny. Vâng, 37/36 là cái timeline lúc này. Vâng, một ông tham 2x, một ông tham 3x. Vâng, hai cung R đến từ Thánh và ba lạc đà đến từ Ngư. Đang cố gắng quấy rối vào nhà của game thủ Gunny. Vâng, nhà là siêu xấu và anh đang cực kỳ cố gắng quay trở lại màn hình máy game thủ Hồng Anh. Vâng, chém tham 3x. Bơm đồ cho Gunny. Vâng, hai cung R nằm xuống và anh mới biết. Vâng, Ngư còn tham ở thời điểm này. Chưa mất nhiều dần là hình ảnh của Ngư. Đây rồi, bãi hoàng đến từ Tiểu Thủy Ngư. Liên tục được Hồng Anh nhồi đồ. Vâng, bốn nhà vẫn đang sóc tương đối đều dành cho game thủ Gunny. Đang cố gắng luồn lách để có thể bắn vào những bãi bo nhỏ. Vâng, tham lai vẫn chỉ đang ở cân. Màu 6 Ngư đang cực kỳ to. Trong khi đấy Thánh thì vâng không to lắm. Liên tiếp được nhồi đồ đến từ Hồng Anh. Vâng, đây rồi, 32 đến từ game thủ Hồng Anh. Trận thi đấu quá hay đến từ Hồng Anh. Liên tiếp bị móc vào những khu vực làm ăn. Vâng, Hồng Anh để ý bãi gỗ. Vâng, bãi gỗ đang nhấp nháy. Vâng, thế như vậy là chỉ còn lại một dân, chết toàn bộ số lượng công dân này. Và đây là bãi ăn hoang đến từ Thánh. Vâng, lối đánh móc máy quá khó chịu đến từ những game thủ Trung Quốc. Chỉ còn lại cái tham 28 là hình ảnh của Hồng Anh. Quay lại màn hình máy Gunny, vâng, 50 rồi. Được nhồi đồ quá nhiều đến từ Hồng Anh mà anh không to ra được thì thôi. Vâng, một pha úp A đến từ, vâng, đến từ Thánh. Có sự có mặt của Ngư ở đây hay không? Trèo lên con dốc này. Và tính như vậy là vâng, Gunny quyết định đứng ở đây vào đấu. Vâng, nông dân của Ngư chạy hết đâu rồi. Lạc đà của Hồng Anh cũng đang sang đây. Và chơi thôi. Vâng, vẩy e nhưng hơi xịt. Vâng, nhà đang tương đối lạn. Nâng cấp chặt có ai ở phút thứ 20. Vâng, đây rồi. Vâng, không thể tin được. Vâng, rất côn đồ đến từ những anh chàng người và người Trung. Cố gắng đuổi để có thể vâng đuổi luôn tân quân này và ép nhà của game thủ Tiểu Thủy Ngư. Vâng, nhiều khả năng sẽ là 3-0 dành cho Thái Bình. Cung R của Thánh đang đứng ở trên dốc nhưng đây là vâng cung R kẹp với lạc đà của Hoàng Anh. Lạc đà của Hoàng Anh cũng đang quá đông. Vâng, tương đối mất tay với Ngư. Nhưng không sao. Thời điểm này ốp chết Thánh là Ngư sẽ tự quýt.
Vâng, Hồng Anh đang đút cực kỳ sâu vào phía trong nhà của game thủ vâng Đỗ Thánh. Vâng, một ông to, một ông dài mà đang lao vào thế này thì thôi. Vâng, Thánh không thể chịu được. Vâng, oảng rồi. Vâng, tỷ số là 3-0 cho Thái Bình. Không. Vâng, tính như vậy là 2-2 Seang. 2-2 Seang thì không có đại diện nào của Trung Quốc đánh ở vòng chung kết. Vâng, hơi đen. 4 gian đầm cũng như 2-2 Seang đang hơi tù một chút. Vâng, chiều nay lại thi đấu thể loại sở trường của Việt Nam. Vâng, solo gian đầm. Vâng, bán kiệt máu là hình ảnh của game thủ Hồng Anh. Vẫn đang cố gắng chầy cối là hình ảnh của Đỗ Thánh. Nhưng vâng, chầy cối thời điểm này làm cái gì đây? Vâng, Gani thời điểm này còn đang bơm lại đồ cho ông Anh. Hưng Nhổn, vâng, tham đè. Vâng, đè bao nhiêu thì cũng không nên nói ra thời điểm này. Tham lai 7x đến từ Hưng Nhổn. Thể loại Seang là thể loại vâng Gani không hề ưa thích. Vâng, thời điểm này thì xin khoảng vâng 2 con pau ra để có thể thủ được nhà. Vâng, lạc đà của ông Anh vẫn đang đông hơn quân Nguyên. Vẫn đang cố gắng móc máy. Vâng, quýt thôi. 3-0 dành cho Thái Bình.